Em chào cả nhà. Hôm nay em giới thiệu với cả nhà một con máy cưa bàn của Shindawa, u nhanh lưỡi hợp kim. Em sẽ xoay một vòng máy cho cả nhà xem về con máy ha. Con máy này về gọi là cực kỳ mới, mới hơn 95%. Công nó có cài chút xíu ở đây thôi nha. Đó, nó có ủy quất ngay chút xíu này. Đó. Và ngay chút xíu ở đây. Và con này là em kiểm tra là giống như là chưa qua sử dụng nha cái nhà. Đó. Rất mới. Rồi, em sẽ xin đọc thông số của con máy cưa bàn Shindawa Mini này, cưa nhanh lưỡi hợp kim. Thì con máy cưa bàn Shindawa cưa nhanh lưỡi hợp kim này có model là L60C. Con này là hàng nội địa Nhật, sử dụng nguồn điện nguyên dinh nó là 100V 12A. 12A thì công suất tương đương với 1150W, có vòng tua là 5500 RPM. Con máy này sử dụng cỡ lưỡi tối đa theo thông số trên tem là 205 nhưng cho 2.5 nhưng cho 25.4 mm. Nhưng thường con này về là 100 con thì hết 100 con đều lắp lưỡi là 180. Đó. Đều lắp lưỡi 180 mm ha. Và lưỡi cưa theo máy á, nó em kiểm tra là đây có một cái lưỡi là nó bị vẽ phân nửa của cái răng nha. Đó, nó bị cứng á, răng hợp kim nó vẫn còn nhưng mà bị mẻ một phân nửa thôi, mẻ xéo ra nó bị cứng vô. Rồi em sẽ ép máy cho cả nhà xem về con máy này. Thì ống trọng lượng của một con máy này á, nó nặng hơn 9 kg, nó là 9,2 kg. Và cả nhà coi dây nguồn của nó ha, là chữ nghĩa còn rất là trắng sáng. Và khi mà xài ít xài nhiều á, cả nhà sẽ coi cái phần nhựa này, tay nắm nó vẫn còn gọi là nhám nhám ha, chứ không phải là trơn bóng theo kiểu là cầm xài sử dụng lâu. Đó, nên nó còn rất là nhám nhám theo cái độ mới của cái phần nhựa này. Rồi máy chạy cực kỳ êm. Và con máy này nó có cắt chi độ nha cả nhà, 0 độ 45 độ nha. Thì em sẽ test máy cắt về cái phần 0 độ. Nó mới nổ là từng con ốc của nó đều là 7 màu hết như cái nhà ơi. Đó, cả nhà coi với cắt rất là trắng sáng và ngọt ha, không có một miếng ba vớ nào hết. Đó. Dạ rồi, thì em xin đọc lại thông số của con máy
cưa bàn cắt sắt gửi hợp kim tua nhanh của Shindawa Mini. Thì con này có model là L60C. Con này là hàng nội địa sử dụng điện nguyên zin là 100V 12A, công suất là 1150W, có vòng tua là 5500 vòng 1 phút. Con này sử dụng cỡ gửi heo máy của nó là 180mm. Tất cả đều là nguyên zin nguyên bản heo máy về, và độ mới của nó phải hơn là 95%. Thì em sẽ bán cho cả nhà một con máy xịn sò như thế này với giá là 2.600.000 đồng. 2.600.000 đồng mà em đã bao gồm phí vận chuyển và đóng gói á. Cả nhà chỉ cần cọc phí vận chuyển giúp em, phần còn lại sẽ thanh toán sau khi nhận hàng và ép máy cắt kiểu ạ. Em cảm ơn cả nhà.